Thưa quý vị khán giả, trong tháng 9 này, vaccine phòng sốt xuất huyết SXH0 do Nhật Bản sản xuất được Bộ Y tế phê duyệt đã về đến Việt Nam. Vaccine này hiện được gần 200 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên toàn quốc triển khai tiêm cho người dân. Việc Việt Nam có vaccine phòng sốt xuất huyết là tin vui cho người dân, giúp tạo ra một hàng rào bảo vệ trước dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vốn đến hẹn lại lên vào cao điểm mùa mưa hiện nay, ghi nhận tại Đồng Nai. Ngay khi nghe thông tin Việt Nam đã có vaccine phòng sốt xuất huyết, dù là giữa tuần, nhưng chị Phạm Hồng Thủy vẫn tranh thủ đưa con đến tiêm. Chị dự tính đến cuối tuần, khi các thành viên khác trong gia đình được nghỉ, sẽ tiếp tục đến tiêm vaccine này. Theo chị Thủy, mức giá khoảng 1 triệu 300 ngàn đồng cho một liều vaccine phòng sốt xuất huyết là hợp lý, vì khi đã mắc bệnh, chi phí điều trị tốn kém, hơn nữa là ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Sáng nay nghe thông tin cái là phải đi chích ngừa liền luôn. Tại vì mình thấy cái bệnh này nó nguy hiểm á. Tại vì mình đã từng bị rồi. Mình thấy nếu mà bị thì nó tốn kém, mà vừa tốn kém tiền rồi công sức rồi là còn nó thiệt là phải nằm viện rồi còn mệt mỏi, nói chung đủ thứ luôn. Mà cũng mất thời gian lắm nha, phải hơn 2 tuần đó. Hơn 2 tuần mới bắt đầu hồi phục, là mới phục hồi lại sức khỏe, nên mình thấy 1 triệu 3 thì nó cũng ok đó. Thì một người có thể sẽ mắc tới 4 lần bệnh sốt xuất huyết trong cái đời. Và chính vì vậy mà tương ứng với 4 cái chủng virus này. Chính vì vậy mà những cái người mà đã từng bị mắc sốt xuất huyết vẫn nên được tiêm vaccine sốt xuất huyết. Có một cái đặc trưng, đấy là những cái lần mắc bệnh sau có khả năng sẽ là gây ra những cái yếu tố, đấy là biến chứng nặng hơn này, hay là cái tỷ lệ tử vong cao hơn. Vì vậy mà những người này lại càng cần phải tiêm để có thể phòng tránh cái nguy cơ tái nhiễm bệnh, cũng như là tránh những cái biến chứng nặng hay là cái khả năng nhập viện do cái bệnh sốt xuất huyết gây ra. Theo thống kê sơ bộ, kể từ khi triển khai tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết từ ngày 20 tháng 9 cho đến nay, riêng các trung tâm tiêm chủng của VNVC tại Đồng Nai đã ghi nhận hàng ngàn lượt người dân đến tiêm, trong đó người dân tiêm theo gia đình rất đông. Trong mùa mưa này thì em cũng rất là lo ngại về cái bệnh sốt xuất huyết. Nên là em theo chỉ định của bác sĩ thì hôm nay em tới đây để em tiêm phòng bệnh ạ. Thì nhà em có 3 người đi tiêm ạ. Mong muốn là cả gia đình sẽ phòng được bệnh và khỏe mạnh ạ. Chúng tôi cũng mong muốn rằng cái vaccine sốt xuất huyết này sẽ được triển khai đại trà, rộng rãi để cho giúp đẩy lùi cái dịch sốt xuất huyết mà năm nào chúng ta cũng phải rất vất vả để đối phó. Nhưng cũng xin nhấn mạnh rằng để đẩy lùi được cái dịch bệnh sốt xuất huyết cũng như bất kỳ một dịch bệnh nào, chúng ta phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Khi cái nguồn lây bệnh mà nó thấp mà cộng với cái vaccine được triển khai thì nó sẽ giúp đạt được cái kết quả, cái bảo vệ nó cao hơn rất nhiều. Nhu cầu tiêm vaccine sốt xuất huyết của người dân dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng cuối năm, khi Đồng Nai bước vào mùa cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết. Thưa quý khán giả, vaccine sốt xuất huyết được chỉ định tiêm cho trẻ từ 4 tuổi và người trưởng thành có khả năng giảm từ 80 đến 90% nguy cơ mắc bệnh cũng như nhập viện do sốt xuất huyết. Hiện tại VNVC là đơn vị đầu tiên triển khai tiêm vaccine này cho người dân và trung tâm cũng có khá là nhiều gói khuyến mãi dành cho người dân khi đến tiêm vaccine này.